Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị 42 của tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2025, thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024 và báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tham dự và phát biểu tại hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trình bày nội dung chỉ thị số 42 CTTU về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2025 và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024. Ngoài ra, lãnh đạo Liên đoàn Lao động báo cáo kết quả Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là hội nghị quán triệt đến cả cấp công đoàn trực thuộc, đoàn viên người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, nhận thức đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các văn kiện nghị quyết. Để hội nghị đạt kết quả cao, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những nội dung nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Làm tổ công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cả cấp công đoàn, đoàn viên người lao động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà chỉ thị 42 đã đề ra, góp phần sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2025.